Nó lưới điện đối lưu Coretta. Ở đây thì nó này là có hệ thống phím số này. Đây là nút nguồn mở máy. Đây là cái phần cài đặt thời gian này. Phần này là cài đặt nhiệt của quạt này. Tăng chỉnh quạt nhanh chậm. Phần này là cài đặt nhiệt của phòng nhiệt. Và những cái phím từ 1 cho đến 6 là những cái phần để ghi nhớ các cái công thức khi chúng ta làm bánh hay là nướng thịt. Thì chúng ta có thể ghi nhớ từng công thức thì lần sau chúng ta chỉ cần cho thực phẩm vào và chỉ cần ấn nút là máy nó sẽ tự chạy. Ở đây là phần gió thổi này, nút nguồn này, và phần này là phần bóng đèn này.